Đang mang xe ra phơi nắng các bạn này. Sáng nay chủ nhật ở nhà rỗi, thế là không có việc gì làm, thế là mang xe ra rửa. Rửa thế là không hiểu sao là nó bị đây. Ui, nóng quá. Phơi rất là nắng này. Nó bị dính lửa các bạn, không phải dính mát mà nó bị dính lửa mấy cái dính lửa cái đồ chợ sáng này. Đây mình sẽ quay, không biết tại sao mình rửa nhưng mà không, lần này cũng rửa không dùng vòi áp lực. Không dùng máy rửa xe mà chỉ rửa bình thường thôi. Rửa bằng máy bơm thôi nhưng mà sao không biết, mọi lần thì mình rửa thì nó vẫn không sao. Với hôm nay mình rửa là nó lại không biết, nó bị dính lửa cái đèn chợ sáng này. Đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn hơn. Đây mình đã bật, mình bật chìa khóa này. Mình rửa xe thế là nước, chắc là nước nó chui vào bên bên trong này, nó sẽ chui vào các cái đường nối của cái dây điện kéo từ đây, dây điện kéo từ bình ắc quy này ra. Đây kéo từ cái dây điện cái bế quy này, ở bên trong trong vỏ này mình lười tháo nên thừa láo nên mình đây mình đang bật máy lên. Rồi, mình tắt máy đi. Rồi, mình tắt đèn đây, đây và đây hai cái đèn chợ sáng này nó vẫn sáng này. Đây các bạn, đây hai đèn chợ sáng này. Đấy, nó vẫn sáng này. Đấy còn chưa, hai cái đèn chợ sáng này nó vẫn sáng đây. Đấy các bạn, hai đèn nó vẫn sáng, nó sáng yếu là nó bị nước, cái nước nó lúc chắc là lúc mình rửa nước nó vô tình nó chảy vào, nó chảy vào cái với dây lửa nó nối từ ắc quy ra vào chỗ dơ le là nó bị dính lửa nên là nó bị tức là nó bị cả gọi là bị chập đấy, nó sáng này. Đấy mà mình đã tắt đèn đi, bây giờ mình bật công tắc lên. Đây, mình bật công tắc lên. Đấy. Rồi, công tắc mình bật cái đôi đèn chợ sáng lên. Rồi. Rồi. Rồi, đèn chợ sáng vẫn hoạt động bình thường thôi. Đấy. Nó khá là sáng. Đấy, rồi, nó vẫn sáng các bạn. Đây. Rồi, mình tắt ra đi. Rồi. Đấy bạn chưa? Tắt chưa? Nó bị đấy, mình tắt đây nó bị dính lửa con này. Nó vẫn cứ sáng nó sáng nhưng mà nó sáng yếu hơn. Lúc mình rửa là nước nó bị vào cái mối mà lúc mà mình đi làm cái đèn sáng này, người ta cuốn băng dính chắc là nó không chặt thì nước nó bị vào cái dây lửa. Nên là nó bị chặn, nên là nó bị xông lửa sang, nên là nó bị ở chỗ dơ le các bạn. Đấy. Nó xông lửa ở chỗ dơ le này, nó vẫn sáng này. Bây giờ thì là mình sẽ rồi tắt, mình tắt điện đi. Đấy rồi, bên lười tháo cái vỏ này ra để cuốn lại cái mối nối, lười quá bạn. Đây mình đành phải tháo cái dây này ra thôi. Rồi mình tháo cái này ra. Rồi mình sẽ tháo cái dây lửa mà câu lửa từ bình ắc quy ra lên ra cái dơ le để chân điện để sáng, mình sẽ tháo nó ra, tách nó ra luôn. Mình sẽ tách nó ra, mình lười quá. Lười tháo dàn vỏ này ra rất là phiền phức. Tháo ra mất là khá là nhiều thời gian. Rồi. Mình sẽ nhấc cái rắc của cái đèn chợ sáng, mình sẽ tháo, mình bỏ nó ra. Trận đấu bình thường mình sẽ đấu lại như. Rồi mình tháo bỏ cái dây lửa rồi. Rửa lấu từ ắc quy ra đèn chợ sáng nhưng mình lại đấu lại cái cực của zin của xe như bình thường. Rồi mình xong, mình lại vặn lại bình thường. Rồi. Chụp cái lửa ở bình thường. Đấy. Mát thì bên này mình vẫn giữ nguyên, kệ nó, thế là xong. Rồi mình tháo dây lửa đèn chợ sáng rồi, thế là xong rồi ạ. Tháo ra là xong. Mua xe này 2 năm rồi, bây giờ mình rửa xe lần đầu tiên mình mới thấy là nó bị dính lửa như này. Rồi mình tháo ra, mình sẽ để, mình cứ chạy bình thường, coi như mình bỏ cái đèn chợ sáng đi. Mình sẽ để tầm, mình để khi nào? Mình để khoảng độ 15 ngày hoặc là 1 tháng gì đấy để cho mình đi.
để cho nước nó khô đi, xong rồi mình lại đấu cái cặp đèn chợ sáng này lại chưa, mình lười tháo dàn áo ra. Đấy, vì nó vì đây dây tất cả cái rắc chợ sáng đây là đôi led tun này của mình lắp ở tất cả rắc của nó là trong này đây các bạn này. Đây nó đây là rắc chống nước cả, nhưng chỉ có một bên thôi, bên này là một bên là rắc nó ở bên ngoài thôi, còn bên kia rắc nó bên trong, mình không thò tay để rút rắc ra được, nên là mình không rút rắc được thì mình tháo cái dây này, tháo dây lửa đấu bình từ bình ắc quy ra đến cái dưa leo ở bên trong này. Đấy. Rồi cái dây rắc này mình không tháo, vì mình không tháo hết, bởi vì chỉ tháo một bên thôi, còn một bên nó nằm tít bên trong vỏ này cơ, mà tháo cái dàn vỏ này ra thì nó tương đối là mất thời gian. Rồi sau khi tháo cái bỏ cái dây lửa của đèn chợ sáng thì tháo thì hết rồi, còn đâu ra mà sáng nữa đúng không? Xe chạy lại chạy như bình thường thôi. Rồi đấy. Rồi. Xe lại chạy như bình thường. Thì là mình sẽ chạy tầm khoảng đấy, mình chạy tầm khoảng 15-20 ngày để cho nước ở trong ngày trong này nó khô đi. Nó sẽ ở trong cái đường điện đấu từ dây này ra này, vào này. Từ ra dưa le nó khô đi. Nước ở trong dưa le nó khô thì mình sẽ đấu lại để lại sử dụng đèn chợ sáng như bình thường. Rồi, không biết xe các bạn có bạn nào gặp trường hợp này chưa? Các bạn nào mà gặp trường hợp này thì để có cách nào xử lý không? Để comment ở phía bên dưới. Để chứ mình lười tháo dàn áo này vẫn ra lắm, phải tháo ra nó rất là mất thời gian. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn ý kiến gì thì xin vui lòng để dưới phần bình luận. Rồi mình sẽ trả lời. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.